Chào các bạn hôm nay khỏe không? Bây giờ mình lại tiếp tục trả lời câu hỏi thắc mắc của các bạn, ok? Rồi, ok, vào luôn vấn đề nha. Câu hỏi như này, con gái đang học ở Úc, muốn mua nhà cho con thì có được không? Câu trả lời là được, anh chị và cháu có thể là theo dõi thêm cái kênh gọi là Nhà Đất Úc của em, hoặc là coi vô trong cái group Nhà Đất Úc ở trên Facebook để mình có chia sẻ tất cả những cái thông tin du học sinh mua nhà bằng cách nào, người Việt Nam mua nhà bằng cách nào, hoặc là người đã có thường trú mua nhà ở Úc như thế nào. Mình chia sẻ rất cụ thể, vô đó coi giùm em nha. Có thể TikTok, ở trên TikTok cũng có Nhà Đất Melbourne, ok. Rồi chị để lại số điện thoại hoặc là để em tư vấn cho chị ha, cái cách mua như thế nào. Rồi câu hỏi tiếp theo, muốn học nghề trang trí sân vườn, đang ở Úc, muốn biết về chi phí để học. Ok, thì cái này mình sẽ hẹn anh một buổi để mà có thể tư vấn cho anh, và những các bạn tư vấn của mình sẽ tư vấn cho anh, ok. Có thể là dẫn anh đi tham quan những căn nhà mẫu của mình và những cái căn nhà mình đang sửa, hoặc là những cái anh chị em đang làm cho anh tới anh tham quan, ok. Mình đang sống ở Melbourne nha, mình đang sống ở gần High Point á, của Melbourne, shopping center ở Maidstone á, Maribyrnong á, ok. Đang sống ở Úc, muốn làm nghề mua sửa bán ở Việt Nam, đã từng làm nhưng qua Úc chưa biết cách làm. Bạn nào đã từng làm mua sửa bán ở Việt Nam rồi là một cái lợi thế. Khi qua Úc các bạn có thể làm mua sửa bán được không? Được, nhưng bạn phải bắt đầu học nghề sửa chữa nhà, rồi xong đó bạn mới bắt đầu vô làm được chứ. Hoặc là bạn phải có mối quan hệ với những cái người handyman, có những cái người mà người ta có thể sẵn sàng ra giúp bạn làm. Bạn tính một mình bạn tay không bắt giặt hả? Một mình làm sao mà đi sửa hết từ đầu tới cuối được? Đó, phải cố gắng làm sao để mà liên lạc với cái bộ đó, để một cái gọi là cái bộ máy luôn á, những cái người đó có thể sửa ống nước, sửa gạch, rồi sửa điện, sửa vườn, rồi xong rồi sơn, rồi làm trần, rồi tất cả từ A tới Z để cho nó đẹp lên, renovate lại nguyên cái nhà luôn. Thì phải có đội ngũ. Khi mà bạn làm thì bạn có thể làm một trong những khâu, nhưng mà bạn phải biết giá bao nhiêu, rồi kêu người nào thợ, rồi thầu giá cả như thế nào đó. Mình mấy cái này thì mình có đội, bạn nào làm việc với mình thì mình sẽ gửi cho các bạn những cái người mà tin cậy để cho các bạn làm giá phải chăng. Có những cái ví dụ như sơn này 10.000, có những người sơn có 5.000, có những người sơn 6.000, nhưng mà người nó sơn 5.000 chất lượng cũng giống như người sơn 10.000, thì các bạn chọn ai đó thì các bạn ha. Rồi ok, khi làm cái nghề này ở Úc á, các bạn kiếm được cũng khá tiền, nhưng mà bạn phải quen với người nha. Ví dụ như bình thường mình sửa cái nhà khoảng 20.000, nhưng mà nếu bạn kêu người khác tới, người ta quất bạn 40.000, 50.000 thì các bạn làm sao bạn còn lời nữa, đúng không? Đó, rồi có vậy các bạn dễ hiểu không? Rồi câu hỏi số 5, làm sao để đi sang Úc sống? Rất là nhiều cách các bạn. Thứ nhất, cách dễ nhất, kết hôn bằng con đường tình yêu đó. Bạn kiếm ông nào, anh nào, chị nào, người Việt cũng được, người Tây cũng được, người ta bạn quen rồi xong nói chuyện hồi, rồi người ta không cần phải kết hôn, người ta sẽ làm giấy cho bạn đi qua Úc, rồi sau đó khi hai ta về một nhà đó là xong. Nó có đường dễ nhất. Con đường thứ hai là đi làm rồi xong rồi cố gắng làm tốt, được chủ bảo lãnh đó, giống như cái visa lâm nghiệp đó, chủ bảo lãnh rồi ở lại thôi, rồi tiếp tục đi học. Bạn đi học nghề nào mà chính phủ cho ở lại á, trong cái danh sách ở lại là bạn không cần đi du học nha, ở Việt Nam vẫn xin được học nghề. Ví dụ mình nói kiến trúc sư, hoặc là nghề kế toán, hoặc là nghề IT, bạn làm có nhiều kinh nghiệm rồi, dùng kinh nghiệm đó apply qua bên Úc cũng được. Rồi gì nữa, bạn tài năng, bạn giỏi, bạn là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, bạn có đề tài nghiên cứu rồi này nọ, rồi bạn làm visa đó 5 ngày là cấp cho bạn thường trú liền. Bạn nào giỏi, doanh nhân, bạn nào có tiền, doanh nghiệp bạn tốt, rồi đi qua đây. Doanh nhân, bạn nào có tiền mà không muốn kinh doanh, bỏ tiền cho chính phủ đầu tư, mua trái phiếu, đó cũng có đi bảo lãnh, nhiều cách lắm bạn. Rồi bây giờ mới đây nhất là có cái visa nông nghiệp, cho các bạn để làm gì, bạn đi qua đây, đó nãy mình nói đó, đâu cần phải học hành gì nhiều đâu, đi qua đây làm việc cũng được. Rồi nếu bạn có tay nghề bạn yếu, 1 năm kinh nghiệm thì bạn visa 407 đi qua đây, rồi tiếp tục chủ bảo lãnh ở lại tiếp. Rồi đó, nhiều kiểu lắm các bạn ha. Giá nhà bên Úc cao không? Giá nhà bên Úc thượng vàng hạ cám, từ 400.000 một căn cũng có, rồi miếng đất thì khoảng từ 200.000 cũng có miếng đất, 190 cũng có miếng đất rồi cho. Rồi cái nhà có thể là từ 400.000 miếng nhà đất luôn á. Rồi có thể là nó lên tới vài triệu đô, vài chục triệu cũng có các bạn. Các bạn theo dõi kênh YouTube Nhà Đất Úc, fanpage ở trên hoặc là group ở trên Facebook, rồi có thể là Nhà Đất Melbourne ở kênh TikTok, để cho bạn tham khảo mấy cái thông tin này ha. Muốn đầu tư bất động sản Úc thì học khóa nào hợp lý? Muốn đầu tư bất động sản Úc thì học khóa bất động sản Úc của Học viện Bất động sản. Cái lớp bất động sản Úc á, mình không phải có học viên ở Úc không đâu, mình có học viên ở Việt Nam, có học viên ở Mỹ, có học viên ở Canada.
có học viên ở Nhật, những cái nước tư bản, những cái nước đã phát triển rồi thì người ta có cái phong cách nó cũng giống giống nhau. Mình hướng dẫn thì các bạn về các bạn áp dụng ở những cái nước của các bạn. Và những bạn đó, trong đó mình thấy đa số mọi người cũng có đầu tư ở Việt Nam luôn, có anh chị rồi bà con vẫn còn ở Việt Nam, cha mẹ vẫn còn ở Việt Nam, bạn đầu tư ở Việt Nam đó. Trong những cái lớp học thì có những bạn đầu tư rất là giỏi, bạn nữ trong group đó rất là khá, đầu tư đó cũng được 5-7 căn nhà rồi các bạn. Bạn nó còn rất là trẻ, không có hai mấy tuổi không, để hôm nào hỏi bạn đó rồi lần này giao lưu với các bạn nha. Ok rồi, ok, muốn đầu tư 20 tuổi lương 5 tới 8 triệu làm sao để giàu. Ồ, câu này liên quan tới tới bên lò khởi nghiệp rồi thì mình trả lời sơ sơ cho bạn ha. Sương sương 20 tuổi thì bạn đi học một cái kỹ năng nào đó để bạn tăng cái số tiền của bạn lên, rồi xong bạn để dành tiền, rồi sau đó bạn học cái một món nào đó để đầu tư tiền mã hóa nè, hoặc là chứng khoán nè, hoặc là bất động sản nè, hoặc là làm kinh doanh gì đó để bạn giàu chứ làm sao để giàu. Kiếm ra tiền, bạn đã kiếm ra tiền được rồi, bạn làm từ 5 đến 8 triệu, mình cho bạn làm được 8 triệu đi nha, bạn có để dành được 5 triệu không, hay bạn làm 8 triệu bằng xài hết 9 triệu 10 triệu luôn, bạn phải đi vay đi mượn người ta mượn đó. Ví dụ bạn làm 8 triệu bạn dành 5 triệu bạn xài 3 triệu thì 5 triệu đó bạn chích trích ra 1 hoặc 2 triệu bạn đi học khóa học, hoặc trích ra 1 2 triệu để mua sách mua vở rồi này nọ để bạn học. Bạn học được, trong đầu bạn có kiến thức, có những cái món mình biết là coi như bây giờ bạn đầu tư vô khoảng 500 hay 1.000 đô thôi, bạn để 5 năm những cái món đó có thể, dù mình nói có thể nha, có thể lên cho bạn 500.000 đô hoặc là 1 triệu đô. Bây giờ bạn có biết cái đó không, mình hỏi các bạn biết không, chắc chắn là nó không lừa đảo rồi đó. Có những ông sát của Việt Nam đầu tư vô luôn á, ví dụ gọi vốn lần một nó rất là rẻ, bạn không không tham gia, gọi vốn lần hai nó giá gấp đôi, bạn không tham gia, tới cái lúc nó public ra ai cũng biết hết rồi thì lúc này giá của nó gấp 10 gấp 100 lần rồi. Bạn mua một lần một là bạn nó lời được 100 lần rồi đúng không? Đó, bạn phải suy nghĩ, bạn có chịu học không? Tiền mã hóa bạn có chịu học không? Chứng khoán bạn có chịu học không? Bạn học bạn phải hiểu cho nó sâu. Đừng bỏ tiền vô những gì, đầu tư những gì mà bạn không hiểu. Ok, rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo. Muốn học PTE nhưng mất căn bản thì có được không? Ai mới đủ trình độ để học? Mất căn bản, có căn bản hay là đã nhiều căn bản rồi? Có người dạy các bạn hết, mất căn bản thì học để bạn lấy căn bản, đã căn bản thấp thì bây giờ là học để cho căn bản cao. Bạn qua Úc bạn nói tiếng gì, bạn nói tiếng Anh hay bạn nói tiếng em đó, mình hỏi các bạn đó. Mà muốn qua đây được thì bạn phải có bằng tiếng Anh để người ta nói, người ta biết, và bạn phải nói được để bạn giao tiếp được, để có chuyện gì bạn cũng xử lý được. Người ta nói mày có điên không, yes, mày có bị khùng không, cũng yes luôn, đâu có được, cái gì cũng yes hết vậy, đâu có được. Người ta hỏi phải hiểu, người ta hỏi gì, ăn shit không, yes, cho tao miếng, mình chết sao, nó không không, cái này sao ăn được mày đó, các bạn phải hiểu chứ đúng không. Này mình nói đùa thôi nha, bạn muốn đi Úc bằng con đường nghề thì nên làm sao, có rất là nhiều video nói với bạn bằng con đường nghề rồi nha. Ok, bạn đi onshore là ở trên nước Úc này thì học nghề rồi bạn đi làm nghề, hoặc là vợ đi học rồi chồng đi làm rồi xong rồi chủ bảo lãnh chồng cũng được nữa đó, nhiều cách lắm các bạn. Đi học đường cao đẳng hoặc là đại học xong rồi đi làm đúng cái ngành nghề đó rồi có kinh nghiệm 5-7 năm đó, rồi apply cũng được đó các bạn. Rồi, làm thủ tục lao động thời vụ bên Úc cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Chưa, chưa các bạn, chưa có chính thức thông tin của visa nông nghiệp nên các bạn đợi nha. Ok, rồi thôi, video bao nhiêu đây, nhiều câu hỏi mình đã trả lời rồi. Chúc các bạn sức khỏe và thịnh vượng. Các bạn coi tới đây rồi, nếu bạn thích video của mình, cho mình nút like liền, làm liền đi chứ. Còn nếu các bạn thấy mà không có tác dụng, không có giá trị gì cho các bạn, dislike cho mình. Và có thắc mắc nữa, comment mình sẽ trả lời chi tiết cho các bạn. Ok, cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn những video sau. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh có khi là bạn sẽ bị mất một số video của Michael Tâm Nguyễn, hy vọng các bạn sẽ không bị mất. Thì giờ đó bấm nút đỏ đỏ liền ngay lập tức đi các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.